xin được chuyển sang những tin tức về sản xuất sạch, chế biến sạch và tiêu dùng sạch an toàn. Sáng ngày hôm qua, ngày 16 tháng 12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc FAO đã tổ chức hội nghị toàn thể chương trình hỗ trợ quốc tế với chủ đề Đối tác xanh cho một nền nông nghiệp mới. Hội nghị toàn thể ESG là diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao được tổ chức thường niên giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với các cộng đồng, các nhà tài trợ quốc tế, các tập đoàn doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường điều phối các nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng bền vững và tích hợp đa giá trị. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan khẳng định, để chuyển mình thay đổi, ngành nông nghiệp không thể tự đứng một mình, làm một mình mà cần có sự chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ, ủng hộ của các bộ, ban ngành trung ương và địa phương, đặc biệt là sự đồng hành và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để xây dựng nên đối tác xanh cho một nền nông nghiệp mới. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tích cực hoàn thiện chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được xây dựng xoay quanh 3 trụ cột là nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh. Theo đó, kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030 được xây dựng trên cơ sở 5 lộ trình hành động đã được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh về hệ thống lương thực thực phẩm của Liên Hợp Quốc vừa được tổ chức vào hồi tháng 9 năm 2021 bao gồm đảm bảo mọi người tiếp cận được thực phẩm an toàn và dinh dưỡng, chuyển đổi sang tiêu dùng bền vững, đẩy mạnh sản xuất bền vững, xây dựng các chuỗi giá trị cạnh tranh, bao trùm và bình đẳng, và tăng cường khả năng thích ứng với tổn thương, cú sốc và sức ép. Thưa quý vị, trù ngây là một loại cây rất bổ dưỡng và có nhiều công dụng trong y học. Thông thường ở nông thôn, người dân thường trồng loại cây này để lấy lá nấu canh hoặc làm thuốc nam. Mới đây thì một nhóm học sinh ở trường Trung học phổ thông Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ còn nghiên cứu phát hiện thêm nhiều công dụng mới của loại cây dân dã này và chế tạo ra hai sản phẩm rất bổ dưỡng, an toàn với đời sống. Trùm ngây là loại cây có giá trị dinh dưỡng cao và là nguồn dược liệu quý. Hàm lượng kali có trong cây này cao tới 259mg trên 100g, gấp hơn 3 lần so với trái chuối. Hàm lượng vitamin C cũng đạt 120mg trên 100g, cao hơn gấp 4 lần so với trái cam. Ngoài ra, các bộ phận của cây trùm ngây còn chứa nhiều khoáng chất quan trọng và là nguồn cung cấp chất đạm, vitamin, beta-carotene, axit amin và nhiều hợp chất phenolics có công dụng chống co giật, chống sưng, lợi tiểu, nóng sốt, phong thấp, sưng gan, loại bỏ sạn thận. Ban đầu chưa có nhiều kinh nghiệm, nhóm đã gặp rất nhiều khó khăn. Một thí nghiệm phải làm lại cả chục lần để chọn ra những thí nghiệm tối ưu, tỷ lệ pha trộn như thế nào để có hương vị thơm ngon. Phải mất 4 tháng mày mò, nhóm mới hoàn chỉnh sản phẩm. Để làm trà trùm ngây, các em sẽ lựa, phân loại lá già, lá non, sau đó rửa sạch, rồi phơi, sấy khô, đem rang trên chảo. Để tạo hương thơm, các em còn thêm lá dứa sấy khô với tỷ lệ là 9 phần trùm ngây, 1 phần lá dứa. Cuối cùng, trà trùm ngây sẽ được cho vào túi lọc để dễ sử dụng. Loại trà từ thiên nhiên này có tác dụng tăng cường sức đề kháng, bảo vệ gan, trị cao huyết áp. Mới làm thì thất bại cũng qua nhiều lần, rồi đúc kết được kinh nghiệm từ rồi cũng góp ý của nhà trường, của giáo viên hướng dẫn thì kết quả nó được hoàn thiện hơn. Trong quá trình nghiên cứu, nhóm nữ sinh còn phát hiện trong hạt của cây trùm ngây có chứa các hợp chất đa điện giải tự nhiên có thể dùng làm chất kết tủa trong nước. Dựa vào đặc tính đó, nhóm đã chế tạo ra túi lọc nước dùng trong sinh hoạt thay thế cho phèn chua. Sau khi tách lấy hạt bên trong, các em sẽ mang đi phơi khô rồi xay nhuyễn, bỏ vào túi lọc để dùng trực tiếp. Cái hạt trùm ngây thì nó có cái khả năng kháng khuẩn, cho nên là chúng con tiến hành sử dụng cái hạt đó để lọc nước. Và khi mà lọc nước thì nước nó sẽ trong, nhưng mà nó không có trong bằng phèn chua, tại vì phèn chua nó có những cái thành phần hóa học nó sẽ được làm trong nước nhiều hơn là trùm ngây, nhưng mà trùm ngây thì nó sẽ là an toàn hơn bởi vì nó là những cái thành phần sinh học từ thiên nhiên, cho nên là nó sẽ an toàn hơn khi mà mình sử dụng.
Với những sản phẩm đa dạng hóa từ cây trùm ngây, các em học sinh trường Trung học phổ thông Giai Xuân đã đoạt giải nhất cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố Cần Thơ lần thứ 10 năm 2021. Ba khía là món ngon lâu đời của người dân miền Tây. Tại tỉnh Cà Mau, món ăn truyền thống này đang được nâng lên thành đặc sản nhờ bàn tay khéo léo của các xã viên hợp tác xã Ba Khía Đầm Rơi. Món dưa ba khía của hợp tác xã này đã và đang chinh phục được những khách hàng khó tính nhất, góp phần đưa sản vật quê hương vươn xa trên thị trường. Ba khía được chọn làm dưa là các con ba khía sống ngoài môi trường tự nhiên. Người dân có thể bắt ba khía bằng nhiều cách, nhưng cách bắt ba khía vào ban ngày bằng dập chuột là thông dụng và hiệu quả nhất. Những con ba khía chắc thịt to lớn thường được chọn làm ba khía muối. Những con nhỏ hơn, ba khía mới lột vỏ sẽ được ưu tiên chọn làm riêu ba khía. Những con lột để xay làm riêu thì sẽ tăng sản lượng riêu lên sau khi được chế biến. Công đoạn quan trọng nhất là rửa thật sạch, tách mai và xay nhuyễn ba khía. Xây dựng ba khía muối, cái thương hiệu ba khía muối. Ngoài ra thì còn cái riêu ba khía đó là do tận dụng được những cái nguồn ba khía mà những cái con mà có thể gia thiết mình có thể sử dụng để mình xây, tại vì những cái con đó là nó rất là nhiều thịt so với những cái con ba khía bình thường khác. Thì đây là một cái cách mà để làm ra một cái sản phẩm mà mình bổ sung canxi rất là hay và cũng được khách hàng rất là chấp nhận rất là nhiều trong cái thời gian qua. Toàn bộ quy trình chọn lựa và xay ba khía được thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh. Sản phẩm sau khi được xay sẽ được chuyển qua công đoạn đóng gói, hút chân không và cấp đông. Coi như là từ hồi có cái cơ sở này cô qua làm cho ở đây thì cũng rất tốt, cũng như có cái thu nhập cho gia đình, người gần nhà về chăm sóc con cháu được rồi vậy đó. Coi như cũng phù hợp, bởi vì mình ở trong mát, mình làm cũng vẫn khỏe, bình thường mà nó tốt cho công việc mình làm ở gia đình vậy đó. Ví dụ ở gần cô đi tới lui chăm sóc được, chạy tới chạy lui vậy đó. Mà ngày cô thu nhập cũng được trăm ngoài 200. Sản phẩm riêu ba khía Đầm Rơi được đóng mỗi gói nửa ký và được trữ trong ngăn đá tủ lạnh và có hạn sử dụng lên đến vài tháng. Đa phần thực khách ưa chuộng sử dụng sản phẩm riêu ba khía bởi vì sự tiện dụng trong lưu trữ, vận chuyển và giá thành rẻ hơn riêu cua đồng. Sản phẩm riêu ba khía thường được chế biến thành các món ăn đặc sắc như nấu bún riêu hay để nấu canh rau dền, rau đay, mùng tơi, bủ ngót, khá ngon miệng.